Trước khi vào cái video này thì là mình xin giới thiệu một sản phẩm nhé. Đây là dòng bổ não bên nhà em Ngoan, hàng nội địa này. Đang nhân dịp Tết Nguyên Đán thì là mình có chương trình giảm giá rất là nhiều luôn. Bình thường là 1.650.000, đợt này giảm chỉ còn 1.500.000 thôi. Chỗ này thì là được 62 viên nha mọi người ơi. Ai mà gặp những cái vấn đề như kiểu đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, máu não mình không có được lưu thông tốt ấy, thì là các chị sử dụng cái sản phẩm này nhé. Đảm bảo uống đến tuần thứ 3, thứ 4 là đã giảm được cái triệu chứng đau đầu rất là nhiều rồi. Trước đây em cũng bị như thế, nhưng mà trộm vía nhờ cái sản phẩm này mà bây giờ đỡ rất là nhiều luôn. Từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, đi du lịch các nơi là không có bị cái gì hết. Đấy, nó không phải là thuốc điều trị mà nó chỉ là thực phẩm chức năng thôi. Nhưng mà những cái hàng đông y như thế này, Hàn Quốc thì nó rất là tốt nha. Đang được giảm giá rất là nhiều, cho nên là anh chị em cô chú mà quan tâm đến cái dòng này thì nhắn ngay cho em với nhé. Rồi bây giờ là đang mặc áo xong rồi chuẩn bị đi mua ít đồ miền Nam. Đang kiểu mấy hôm nay nó cũng rét dòng lười ấy, hai hôm ở nhà liền rồi cho nên đang bảo là hôm nay tranh thủ đi ra ngoài mua ít đồ. Và bây giờ mình đã đến nơi, hôm nay thì là mình sẽ đi siêu thị Việt Nam nha. Cái chỗ này là một cái cửa hàng em ấy bán tất cả là toàn đi đồ Việt Nam các thứ thôi. Sắp đến Tết Nguyên Đán cho nên là ở cửa hàng là cũng trưng bày các mặt hàng để mọi người về trưng Tết này, rồi đào mai các thứ, rồi thần tài. Chỗ này là mứt, mứt này thì cũng nhập khẩu từ bên Việt Nam sang. Cái món gì thì món, nhưng mà mứt thì là Tết nhà nhà người người là đều trưng bày đúng không? Ở nhà thì không có biết, nhưng mà đến đây phát là đã cảm thấy không khí gọi là tràn ngập luôn mọi người ơi. Không khí Tết của Việt Nam mình ấy, chứ còn Hàn Quốc thì người ta vẫn đang gọi là cắm đầu vào làm, chưa có một cái gì hết. Chỗ này thì các hạt bí mứt này, rồi hạt nói chung là toán loại bánh kẹo ăn để trưng bày vào dịp Tết rất là ngon luôn. Nhưng mà nhà mình thì hôm nay chắc là chỉ sẽ đi mua đồ ăn thôi, chứ còn mấy cái loại này thì là cũng không ăn mấy, thực ra nó ngọt mọi người. Nhìn thì rất là đẹp mắt, mua biếu các thứ thì được, nhưng mà bảo mua về ăn thì cũng không ăn mấy. Chỗ này là có cả hoa đào, hoa mai. Ở quanh đây thì là gần khu trường đại học ấy, cho nên là tụ tập rất là nhiều người Việt Nam, cũng như là những cái bạn học sinh sinh sống ở đây rất là nhiều. Nói đến cà phê của Việt Nam mình thì bên Hàn Quốc rất là nổi tiếng là cái thương hiệu G7 nha mọi người. Trong các cái siêu thị của Hàn Quốc ấy, thì cũng sẽ được trưng bày bán cái thương hiệu G7, cho nên người Hàn người ta thích cái loại này lắm. Mình thì là một cái đứa không biết cà phê thôi, nhưng mà người Hàn người ta uống người ta khen mà cái mùi của nó rất là thơm. Còn các loại bánh như là bánh cái này là hạt rẻ cười, cái loại này đắt này, kể cả bên Hàn nó cũng đắt luôn. Với lại cái hạt maca kia nữa, thực sự sang đây mình mới biết đến cái hạt này, chứ ngày xưa ở Việt Nam mình cũng không biết cái hạt maca nó là cái gì đâu. Thế nhưng mà cái giá của nó cao thật mọi người ạ, mà thấy bảo rất là tốt cho sức khỏe mà không biết có phải không. Trong đây thì là có cả bánh chưng này, cái bánh chưng này chắc là làm ở Hàn Quốc thôi chứ không phải là nhập từ Việt Nam sang đâu. Chuối lá của Việt Nam, cái này là mình nghĩ là hàng nhập khẩu, chứ còn Philippines thì nó chỉ có cái loại chuối dài thôi. Trong tủ lạnh thì có các loại giò như là chân gà ủ muối. Nhìn thấy cái giò xào này ngon quá cho nên là chắc là mình sẽ mua một gói đi. Lâu lắm rồi không ăn cái giò xào này. Mình nhớ mấy vào cái dịp Tết mùa đông ở bên Việt Nam ấy thì là hay mẹ là hay muối dưa. Dưa rau cần rồi hành, hoặc là dưa tỏi cũng ăn, dưa gì nhỉ? Củ kiệu ấy, củ kiệu để ăn với cái giò này cũng rất là ngon, cho nên mình sẽ lấy một túi. Còn gà ủ muối các thứ là đợt vừa rồi là ăn quá nhiều, bây giờ chán rồi. Nhìn thấy người ta cho rất là nhiều mộc nhĩ các thứ vào cho nên là mình sẽ lấy một gói này. Ở đây này bạn nhập cả hành, tỏi Việt Nam sang, rồi trứng gà, trứng vịt lộn, đủ các loại trên đời luôn, không thiếu một cái gì. Bây giờ bảo là chỉ có sợ không có tiền thôi, chứ còn có tiền là có tất cả luôn mọi người. Mỗi tội hơi đắt một tí. Chỗ này là tiền cho các cụ. Và đây phát hiện ra lâu lắm rồi mới thấy cái hoa chuối. Đang bảo mình thì không mua, nhưng mà xem giá thì bạn ghi là 10.000 một cái thì tầm khoảng 190.000 tiền Việt là một cái bắp chuối nha. Đây là cái giỏ hàng của mình, chỉ mua một túi mứt, à đâu, một túi mít này, bánh bánh mì một cái với lại giò. Bây giờ sẽ mua thêm một hộp tương ớt nữa, nhà hết từ lâu lắm rồi mà lười có đi được đâu. Tương ớt này thì nhà mình chỉ quen ăn cái thương hiệu Chinsu này thôi, còn những cái loại khác thì mình cũng không biết ấy, cho nên là cái nào ăn quen rồi thì là mình mua cái đấy. Tính ra nhìn thấy cà pháo nó cũng thèm mua lắm, thế nhưng mà mấy cái loại người ta đã muối sẵn này rồi thì nó mặn lắm, cho nên là hôm nay mình không mua cái loại này. Bây giờ mình về đến nhà rồi mọi người ơi. Ngoài trời là đang tuyết rơi lất phất vài hạt, chắc là nghĩ là đêm nay sẽ rơi rất là nhiều nha mọi người. Thời tiết thì mới âm có 8 độ chứ mấy. Vừa nãy thì anh chồng mình, anh ấy sợ tuyết nó rơi vào đây này, cho nên là để ở trong xe mấy cái vỏ giấy à. Đây, mấy cái này để phủ lên, chứ không thì ngày mai á, mình phải nó đông đá vào ngay á, mình lái xe cũng rất là khó. Mà mình đẩy cái đá ra cũng rất là khó. Mình căn phủ lên tí này là được. Ui, rét dã man. Ô, tay run không làm được luôn.
Thì là ngoài mấy món kia thì là mình sẽ có thêm một cái món lòng. Cái lòng này là món chồng mình rất là thích ăn luôn. Còn đây là một cái món rất là nổi tiếng ở bên Hàn Quốc, đó là cái món bulgogi nha, gọi tắt thì nó gọi là thịt bò xào. Nhưng mà xào mỏng, ướp gia vị cũng ngon lắm, mình mới cho thêm cả nấm các thứ vào đây nữa này. Còn mấy món này chắc là hôm nay chưa ăn hết mít. Trời ơi, thèm mít quá trời luôn mọi người ơi. Và đây là giò, miền Bắc mình gọi là giò xào ấy. Ngày xưa lúc bố còn sống là cũng hay làm cái món này, tự làm ở nhà được mà. Nhưng mà bây giờ bao nhiêu năm không ăn tự nhiên thấy thèm. Chắc là mình sẽ muối thêm một món dưa xong rồi để mai ăn đi, hôm nay nhiều món quá sợ không ăn đến. Và một ít rau. Mùa đông ở bên Hàn Quốc thì rau rất là đắt luôn. Chỗ này chẳng phải tầm 2.000 won ấy, tầm 40.000 đấy mọi người. Một bát nước mắm, tí nữa mình sẽ chấm với cái món nem kia. Bây giờ mình sẽ thái món lòng này ra mọi người, cho vào nồi hấp cách thủy ấy, tầm khoảng 7 phút thôi, 7 hoặc 8 phút là được nha. Các loại miến ấy thì là không thích ăn, thế nhưng mà cái món lòng người ta làm này cũng hơi dựa dựa của Việt Nam mình này. Đấy, cho nên là ăn rất là ngon luôn, là chưa ăn một lần rồi. Nóng lắm. Thái to tí không sợ nó kiểu bị vỡ mọi người. Bây giờ nó lên món thịt. Tối hôm nay chỉ có hai vợ chồng thôi. Bây giờ cái món nem nướng thì là mình cũng đã xong rồi. Nướng ở lò xong lại chuyển sang đây tiếp để cho nó vàng. Ui, đã xong. Trông thì khá hấp dẫn mà cái mùi của nó thơm lắm mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ ăn kèm với lại bún nhà, còn có đúng một suất bún dành cho một người chắc được bát. Ăn kèm với cái loại này. Rồi và bây giờ đã xong, hoàn thành một món trông rất là đơn giản thôi, nhưng mà cái mùi xả nó chín ấy, xong nó thơm cùng với cái mùi nem này rất là ngon luôn mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha, không có biết là chấm với cái loại nào, tại vì mấy cái món này với mình nó cũng rất là bỡ ngỡ luôn mọi người. Thế là đã làm một cái bát mắm gọi là cơ bản như ở miền Bắc mình hay ăn ấy. Ăn với bún thịt nướng rồi chả nem các thứ đều được. Cái chỗ này thì hơi xém một tí tại vì cái nhiệt độ nó không đều ấy, cái máy kia nó đang gọi là có vấn đề. Mọi người bây giờ mình sẽ ở đây ăn cơm. Xin mời mọi người ăn tối cùng với nhà mình. Hôm nay mua được cái chai Chinsu rất là to luôn. Anh chồng mình đang ngồi bên cạnh nhưng mà hôm nay rét quá chưa có gội đầu, cho nên bảo là hôm nay vợ ơi quay của mình. Bảo ok và đây là cái ngô của mình. Mình là một cái đứa rất là thích ăn ngô thì là mọi người biết đấy. Lúc nào cũng mua sẵn ngô xong rồi để trong nồi cơm điện. Quá nằm bọc bố rồi đấy. Anh ăn thử. Ngại không lên hình nữa. Mình sẽ lấy một cái đĩa này. Rau sạch. Hôm nay đông quân nhà mình là đi chơi mọi người, 7 giờ sáng. Mà để chọn đúng cái hôm gọi là rét nhất trong trong ngày, trong tuần luôn ý. Là đi chơi ở Lotte World Tour, có nghĩa là cái khu vui chơi giải trí trên Seoul với bạn mọi người. Nên anh gọi điện bảo là tầm 9 giờ con mới đi tàu về cơ. Nhưng mà lái xe ô tô thì tầm khoảng 4 tiếng. Nhà mình rất là xa thủ đô mọi người. Còn Đông Gơn đi với bạn, may mà có hình như là 1-2 anh cấp 3 ấy, các anh ấy đi cùng. Chứ còn đội nó mình cũng không dám gửi xa nữa. Và là mẹ tầm 9 giờ con mới bắt xe về. Bây giờ lớn bảo đi đâu cùng bố mẹ nong đi. Cái này mình có ăn xả luôn đúng không nhỉ? Bỏ xả ra ta. Cũng ngon nhưng mà hơi cứng một tí nhỉ. Bên ngon. Cùng một bàn mà mỗi người một bông. Mình chửi đi học xong rồi bảo mẹ tối nay có ăn cùng với bạn. Đấy là chúng mọi người biết chúng nó lớn tí là dần dần gọi là muốn rời khỏi vòng tay của bố mẹ mình luôn ấy. Xong dạo này mấy em mới lại được nghỉ đông nữa. Rồi ăn cái món này hơi bỡ ngỡ tí tại vì mình không biết là mình phải nhai cả cái xả này hay là bỏ xả ra cơ. Mà xả nó hơi cứng. Ngon à. Đó là về Nha Trang ăn cái nem Nha Trang cũng ngon. Mình cũng nghiện cái loại đấy. Nhờ bên Hàn thì hầu như là không thấy ai bán mấy. Hôm nay sao phát hiện ra.
thì bạn ấy lại bán ra lại này, thế là mua về luôn. Họ tính làm thử một lần nhưng thực ra cái món này mình cũng chưa làm bao giờ. Tiện vào siêu thị Việt Nam rồi, chỉ sợ không có tiền thôi. Có tiền cái gì cũng có, trái cây thì hơi đắt tí không dám ăn thật. Vậy của bài xuất sắc mình ăn hỏi anh ngon không, anh bảo là bình thường, ăn thì ăn được. Những cái món này phải về gọi là đúng Việt Nam ăn thì nó mới gọi là chuẩn vị. Chứ ở bên Hàn này các bạn đi làm thì nó cũng không có chuẩn mấy đâu. Hôm trước mình còn mua cả xôi cúc cả. Xôi cúc với bánh bao nhưng mà cũng không có giống cái vị của Việt Nam mình, đắt thì rất là đắt luôn. Ăn không ngon thế là bảo thôi không. Bao giờ về Việt Nam ăn bù. Biết là không khí Tết ở Việt Nam đang như thế nào, còn bên Hàn chưa có một cái gì hết. Trước Tết tầm một tuần chắc là mình sẽ đi siêu thị một lần hoặc là chợ ấy. Con dâu trưởng thì năm nay lại phải sắm. Ai cũng bảo nó ngoan, thế năm nay có về không? Mà năm nay em không về được. Cúng ở nhà người khác không sao, bị cúng ở nhà mình ấy. Năm ngoái đã về một lần rồi, thế năm nay thôi. Nghỉ 4 ngày lễ lịch đó. Ở Việt Nam mình không biết là một tuần hay là mấy ngày luôn, tùy theo công việc của mọi người. Đối thực sự năm ngoái về ăn Tết vui hạnh phúc vô cùng. Năm ngoái là lần đầu tiên sau 13 năm. Mỗi món đó. Đắt như là người ta làm bằng cái thịt nạc, nhưng mọi người ít có thịt mỡ cho nên nó hơi cứng. Thơm mắm nhiều mà hơi mặn rồi. Tết bữa nay chị Nguyệt đi làm vất vả lắm, mày gọi điện lại ốm xong rồi đi bệnh viện mua thuốc xong kiểu không biết tiếng thăm ấy, lại gọi điện nhà mình dịch hộ, nghĩ cũng tội nhưng mà khổ nỗi vì hoàn cảnh lỡ sang đây là phải cố nghỉ một hôm là kiểu tiếc mọi người, không làm mưa thì nó cũng được nghỉ thôi nữa. Mình đi xa đôi không sao, mà chị Nguyệt này là năm đầu tiên. Rồi thế thôi mọi người, hôm nay mình xin dừng video tại đây nhé. Hẹn là tất cả mọi người vào những video tiếp theo. Bây giờ là tầm gần 9 giờ rồi, mình sẽ đi đón Đông Quân, vừa nãy gọi điện là mẹ con sắp về đến đây rồi. Hẹn là tất cả mọi người vào những cái video tiếp theo nhé.